biệt danh, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường, luyện thi thần tốc. Truy cập ngay shopee.vn/official store. Hi everyone, welcome back to our lesson today. In today's video, we are going to continue with Unit 4, Urbanization. Lesson 2, Language, Urban Development. Xin chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với bài học của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay cô cùng các em sẽ tiếp tục đến với Unit 4, chủ đề là sự thành thị hóa. Bài số 2, bài Language, sự phát triển thành thị. Okay, are you ready for the lesson? Let's start now. Part 1, pronunciation. We have 2 tasks. Listen and repeat. And task 2, also listen and repeat. Vocabulary. Task 1, match the words and phrases with their meanings. And task 2, complete the sentences. Grammar. Task 1, find the mistake and correct it. Task 2, choose the best option. Then task 3, work in pairs, make 2 sentences. Okay, are you ready? Let's go. But first, we have a quick warm-up activity, matching. Match the diphthongs to the right word. Phần này chúng ta sẽ nối những cái nguyên âm đôi này với những cái từ chính xác ở bên dưới. Okay, chúng ta thử nhé. Chúng ta có 3 nguyên âm ở đây. Ear, ua và air. Ok, chúng ta sẽ đến với nguyên âm đầu tiên, ear. Volunteers and idea. Ear mà, volunteers, idea. Ok, ua, we have ecotourism and poor, right? Air, we have air conditioners and awareness. Alright. Vậy phần này coi như là một sự ôn lại cho chúng ta những cái nguyên âm đôi đã từng học. Ear, ua và air. Okay. Now we move to task 1. Listen and repeat. Pay attention to the pronunciation of the unstressed word. Phần này chúng ta sẽ nghe. Hãy chú ý tới cái sự phát âm của những cái từ không nhấn trọng âm. Nhưng mà trước hết cô muốn giới thiệu cho chúng ta về cái quy tắc nhấn trọng âm. Vậy những cái từ nào thì sẽ không được nhấn? Chúng ta sẽ xem ở quy tắc ở bên dưới như sau. Remember, in connected speech, most grammatical words are not usually stressed. These include articles, o and the. Ở những cái câu được những cái câu nối thì hầu như những cái từ về có mặt ngữ pháp thì sẽ không được nhấn. Và những cái từ này thì bao gồm, đầu tiên là có mạo từ a and the, preposition about, for, of, to, until, những cái giới từ, personal pronouns, đại từ nhân xưng, I, you, we, they, he, she, it, possessive adjectives, những cái tính từ sở hữu, my, your, our, their, her, his, its, auxiliary verbs, những cái trợ động từ be, have, do, conjunction, liên từ, and, but, or, modal verbs, động từ khiếm khuyết, can, will, the expressions, những cái cách diễn đạt như là there is, there are. Ok, vậy với những cái từ này thì chúng ta không nhấn trong âm nhé. Vậy chúng ta thử làm cho cô bài này. Đó, đây những cái từ in đậm này là những cái từ không được nhấn trong âm. Ta sẽ cùng nghe. Unit 4, Urbanization, page 49, Language, Pronunciation, Unstressed Words in Connected Speech, Activity 1, Listen and Repeat. Pay attention to the pronunciation of the unstressed words. 1.
It's been 3 years since your last visit. 2. Fresh air and a walk sound nice. 3. It's the first time I've been on an electric bus. 4. I guess urbanization can also cause problems. Ok, chúng ta đã nhận ra được ví dụ câu số 1 nhé. It's been 3 years since your last visit. Thì cái từ it's been chúng ta nói nhẹ xuống. 3 years chúng ta nhấn to lên này. Last visit cũng được nhấn. Ok. Now we move to task 2. Listen and identify the unstressed words in the following sentences. Then practice saying the sentences in pairs. Nghe và xác định những từ không được nhấn trọng âm trong các câu sau, sau đó thực hành nói theo các cặp. Ok. Vậy đầu tiên chúng ta sẽ nghe vài audio trước và cô sẽ cùng chúng ta làm bài tập số 2. Unit 4. Urbanization. Page 49. Language. Pronunciation. Unstressed words in connected speech. Activity 2. Listen and identify the unstressed words in the following sentences. Then practice saying the sentences in pairs. 1. A new convenience store has been opened near my house. 2. There are still a lot of problems in our cities today. 3. It is much more expensive to buy a house in a big city. 4. My father was offered a new job and his office will be in a high-rise building. Ok, vậy qua phần nghe vừa rồi chúng ta đã cố gắng nhận ra được những cái từ không phát âm. Ví dụ trong câu số 1 này. Những cái từ mà không được nhấn trọng âm ở trong này bao gồm a, has been, near my, ok. A new convenience store has been opened near my house. Number 2. Không được nhấn các từ there are a lot of in our. There are still a lot of problems in our cities today. Number 3. Không nhấn các từ it is much too a inner. It is much more expensive to buy a house in a big city. Number 4. Không nhấn các từ my, was, a, and his, will be in. My father was offered a new job and his office will be in a high-rise building. Okay. Right, we move to part 2, vocabulary. Test 1, match the word or phrase with their meanings. Ở bài số 1 này chúng ta sẽ nối các từ với nghĩa của chúng. Bây giờ cô cùng các em sẽ theo dõi các từ và dịch nghĩa trước nhé. Number 1, afford. Đây là verb đủ khả năng. Number 2, housing. Danh từ nhà ở. Number 3, expand. Động từ mở rộng. Number 4, seek. Động từ tìm kiếm. And 5, unemployment, danh từ sự thất nghiệp. Ok, vậy chúng ta sẽ cùng xem qua đáp án như sau nha. Number 1, C. Afford means to have enough money or to buy or do something. Đủ khả năng nghĩa là có tiền để mua hoặc là làm một điều gì đó. Number 2, housing. D to D. Housing means houses. Flats that people live in. Nhà ở còn có nghĩa là nhà ở này, căn hộ mà mọi người sống ở trong đó. Number 3, expand. Động từ. 3A, to become larger in size, number or importance. Mở rộng là trở nên lớn hơn về quy mô, về số lượng hoặc là tầm quan trọng. Number 4, seek.
for E. Seek means to look for something or somebody. Tìm kiếm một cái gì đó hoặc là ai đó. Number 5. B. Unemployment là danh từ sự thất nghiệp, là số người mà không có việc làm. Ok, chúng ta cùng ghi chép và nhớ các từ này các em nhé. Năm từ mới. And now, complete the sentences using the word and phrases in task 1. Chúng ta vừa học năm từ, vậy bây giờ chúng ta sẽ dùng năm từ đó để hoàn thành các câu dưới sau và sử dụng dạng đúng của chúng. Cô sẽ cùng các em đến với câu số 1. Higher the dot can result in increasing crime rates in big cities. Chấm 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 cao hơn có thể dẫn đến tỷ lệ tội phạm gia tăng ở các thành phố. Câu số 1 chúng ta có higher unemployment, tỷ lệ thất nghiệp. Number 2, not many young couples can afford to buy their own house in big cities. Không có nhiều cặp vợ chồng trẻ thì chấm 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 để mua các nhà riêng ở các thành phố lớn. Không nhiều cặp vợ chồng có đủ khả năng chi trả. Đủ khả năng chi trả. We have afford. Number 3. There is a shortage of affordable dot 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 in big cities. Thiếu những cái chấm chấm giá rẻ ở các thành phố lớn. Thiếu những cái nhà ở. Nhà ở. We have housing. Four, since they started using farmland for building houses, many towns have the dot into cities. Kể từ khi họ bắt đầu sử dụng đất nông nghiệp để xây nhà thì nhiều thị trấn đã chấm 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 thành phố. Nhiều thị trấn mở rộng, we have expanded. Ở đây chúng ta phải chia động từ theo thì nữa. Thì sẽ là expanded, have expanded, hiện tại hoàn thành. Number 5. Many people are leaving the countryside in order to adopt better opportunities in big cities. Nhiều người thì rời bỏ nông thôn để chấm chấm những cái cơ hội tốt hơn ở các thành phố để tìm kiếm we have seek better opportunities, tìm kiếm những cái cơ hội tốt hơn. Okay. We move to part 3, grammar. Ở phần này chúng ta sẽ học phần ngữ pháp, ôn lại về thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. We use the present perfect to describe something that started in the past and is still happening now, or something that was completed in the very recent past. Chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả những thứ mà bắt đầu ở trong quá khứ nhưng mà vẫn còn tiếp diễn đến bây giờ. Hoặc là một cái điều gì đó mà đã hoàn thành trong quá khứ gần đây. Tức là cũng vừa mới hoàn thành đấy. Ví dụ, a lot of young people have moved to big cities to work or study. Rất là nhiều người trẻ đã di chuyển tới thành phố lớn để làm việc hoặc là học tập. Thì cái hành động di chuyển tới thành phố lớn này này, nó bắt đầu ở quá khứ và vẫn còn tiếp diễn. Nhiều người sẽ có thể là vẫn còn tiếp tục di chuyển tới thành phố lớn. Điều này vẫn tiếp diễn. Đó, cho nên chúng ta dùng hiện tại hoàn thành. We also use the present perfect to say how many times something has happened with the following structure. It, this, that, be, the first, the second time. Subject, have, has done. Chúng ta cũng dùng thì hiện tại hoàn thành để nói về một điều gì đó xảy ra bao nhiêu lần với cấu trúc như sau. For example, this is the second time I have visited this city. It is not the first time I have heard about urbanization. Lần thứ hai mà tôi đến thăm thành phố này. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe nói về đô thị hóa. Đó, ở đây chúng ta thấy là nó có những cái từ the second time, the first time là đề cập đến số lần nhé.
Cách dùng số 3. We often use the present perfect for a unique experience with the following structure. It, this, that, now, or gerund phrase. Be, the best, the worst, the only, the most beautiful subject have or has ever done. Chúng ta cũng dùng thì hiện tại hoàn thành để diễn tả một cái trải nghiệm độc đáo. Một cái trải nghiệm độc đáo. For example, the worst meal I have ever had in this city. Moving to the city is the best decision my parents have ever made in their life. Ở đây thì chúng ta thấy cái trải nghiệm này thường nó sẽ đi kèm với so sánh nhất. Đó, hoặc là có cụm là the only. Đó, so sánh nhất hoặc là the only các em nhé. Ba cách dùng chính của hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ dùng để áp dụng vào bài tập sau. Circle the underlined part that is incorrect in each of the following sentences, then correct it. Khoanh tròn lỗi sai ở dưới mỗi cái câu dưới đây và sửa chúng. Chúng ta sẽ đến với câu số 1. It is the first time I saw such a tall building in my life. À, chúng ta thấy có cụm là this is the first time. Mà mình vừa học rồi, cái cụm này thì phải đi với hiện tại hoàn thành. Vậy đáp án chính là B, chuyển thành have seen nhé. Number 2, Mount Fuji in Japan is the most beautiful place we had ever visited. Ở đây chúng ta cũng thấy có một từ đó là the most beautiful place. Cái trải nghiệm độc đáo đi kèm với so sánh nhất mà chúng ta vừa học xong, cách dùng số 3. Vậy câu này cũng dùng hiện tại hoàn thành. Chuyển C, had, thành, have. Number 3. This has been the second time my mother has warned me not to spend all my money on clothes. Ở đây chúng ta có thấy từ là the second time thì đằng sau họ chia has warned, hiện tại hoàn thành là chính xác. Tuy nhiên ở con số, con A đầu tiên, has been thì lại chưa đúng. Chúng ta sẽ sửa has been thành is. It is the second time. Đó, vậy qua bài vừa rồi thì cô mong là chúng ta cũng hiểu được hơn về cách dùng của hiện tại hoàn thành cũng như là ôn lại cách dùng mà chúng ta chưa nhớ. Tiếp theo chúng ta chuyển sang một cái điểm ngữ pháp số 2. Double comparatives, so sánh kép. Chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. We use double comparatives to show change. Chúng ta sử dụng so sánh kép để diễn tả cái sự thay đổi. For example, towns are getting better and bigger and bigger. Thị trấn thì ngày càng lớn hơn. The air is becoming more and more polluted. Không khí ngày càng ô nhiễm. There are more and more high-rise buildings in this city. Ngày càng có nhiều tòa nhà cao tầng ở trong thành phố. We also use double comparatives to say that two things change together. Chúng ta cũng sử dụng so sánh kép để nói rằng hai sự vật cùng thay đổi. Hai vật cùng thay đổi. The bigger the city gets, the more crowded it becomes. Thành phố càng lớn thì nó càng đông đúc. Đó, có hai sự thay đổi ở đây. The more we invest in rural areas, the more we can help people there. Càng đầu tư nhiều vào khu vực nông thôn thì chúng tôi càng có thể giúp đỡ nhiều người dân ở đó. Đó, chúng ta thấy là có hai cái sự thay đổi ở đây. Càng đầu tư nhiều và càng giúp đỡ nhiều người. Cô có cho chúng ta cái cấu trúc như sau. Cấu trúc so sánh kép với tính từ và trạng từ. Một, cấu trúc the comparative, the dot, the comparative. Nghĩa càng chấm 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 thì càng chấm chấm chấm. Với tính từ ngắn, the adjective, a cộng với subject cộng với verb, the cộng adjective,
cộng ơ, cộng subject, cộng verb. Với tính từ dài, the more adjective, cộng subject, cộng verb. The more adjective, cộng subject, cộng verb. The faster he runs, the more quickly he gets the gift. Ở đây chúng ta thấy fast là tính từ ngắn, cho nên chúng ta áp dụng cái cấu trúc đầu tiên thêm đuôi ơ vào. Anh ấy càng chạy nhanh thì anh ấy càng nhanh có thể lấy được món quà. Cấu trúc 2, comparative and comparative, càng ngày càng. Với tính từ ngắn, subject cộng verb cộng adjective đuôi ơ and adjective đuôi ơ. Với tính từ dài, subject cộng verb more and more cộng adjective. She's becoming more and more confident in her public speaking skills. Cô ấy đang trở nên ngày càng tự tin ở cái kỹ năng mà nói chuyện trước đám đông. Đó, vậy chúng ta có hai dạng so sánh kép các em nhé. Mình sẽ áp dụng để làm bài số 2. Choose the best option to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Chọn những cái phương án có cái câu mà gần nghĩa nhất đối với cái câu gốc. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đọc cho cô cái câu gốc trước này. Number one, housing is getting more and more expensive in big cities, so many local residents can't afford to buy their own place. Nhà ở ngày càng đắt đỏ ở các thành phố lớn, khiến cho nhiều người dân địa phương không đủ khả năng để mua nhà cho riêng mình. Chúng ta có đáp án là A. Many local residents in big city can't buy their own place because housing is becoming more expensive every day. Rất là nhiều người dân địa phương ở thành phố lớn thì không thể tự mua nhà cho mình bởi vì là giá nhà đang trở nên ngày càng đắt. Thì ở đây chỉ có một so sánh, becoming more expensive every day. Number two, the more people move into big cities, the higher the unemployment is. Càng nhiều người chuyển đến các thành phố lớn thì tỷ lệ thất nghiệp ngày càng cao. Chúng ta có câu B. More people moving into big cities causes higher unemployment. Nhiều người chuyển đến những thành phố lớn thì gây ra cái tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. Đó. Câu số 3. The more houses are built, the less space we have for plants and trees. Càng xây nhiều nhà thì chúng ta càng có ít không gian cho cây cối. We choose C. We have less space for plants and trees because more houses are built. Chúng ta có ít không gian cho cây cối hơn bởi vì là có nhiều nhà được xây. Đó nhé. Now we move to task 3. Work in pairs. Make two sentences about urbanization in an area that you know using double comparative and the present perfect. Ở bên này chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành và so sánh kép để có thể tạo nên những cái câu nói về sự thành thị hóa ở cái khu vực của bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau xem câu mẫu các em nhé. Urbanization has changed my hometown a lot. The local authority has expanded the roads and improved the infrastructure. More high-rise buildings have been built. There are more and more people from the nearby village. They have come to work in the local factories. Sự đô thị hóa đã thay đổi ở quê hương tớ rất nhiều. Chính quyền địa phương thì đã mở rộng đường xá và cải thiện cơ sở hạ tầng. Nhiều tòa nhà cao tầng được xây và ngày càng có nhiều người từ các làng lân cận. Họ đến làm việc tại các nhà máy địa phương.
Đó, thì ở đây chúng ta thấy có sử dụng thì hiện tại hoàn thành has expanded, improved, have been built, have come và một câu sử dụng so sánh kép more and more people. Và hoặc đây là một cái gợi ý cho đáp án số 2. My hometown has changed a lot over the past 10 years. The urban area has been expanded and there is less and less land for agriculture. More and more people have moved in. More new houses have been built. The life is getting more and more modern. 10 năm qua thì quê hương tớ đã thay đổi rất nhiều. Đô thị thì được mở rộng, đất nông nghiệp thì ngày càng ít. Ngày càng có nhiều người chuyển đến ở, nhiều ngôi nhà mới được xây và cuộc sống ngày càng hiện đại. Với câu trả lời này thì có nhiều hơn về cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành và so sánh kép. Chúng ta thấy has changed, has been expanded, have been built. So sánh kép gồm có less and less, more and more people, more and more modern. Okay. Right, so that is the end of the lesson. In today's lesson, you have identified and pronounced words with unstressed word in sentences. Understand and use perfect tense. Use double comparatives to show change. All right, goodbye and see you in the next video. Khóa học viên rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.